Hello, cách tình yêu. Cách tình yêu to bự. Tình yêu to bự của em. Chị ơi, thấy được em không các chị? Thấy được em cho em xin cái bình luận đi các chị gái ơi. Áo em mặc bao đẹp nha. Rất là đẹp luôn. Đây, đầu like bán giá dễ thương nha. Chị Giàu Lê, đầu lai em bán cho mấy chị giá 100.000 beo nè, size 1 nha, 100.000, dễ thương quá trời luôn mấy chị gái ơi, 40-50 kg beo nha, 100.000, giá bán tương tác nha các chị, beo nha, size 1 nha, 100.000, áo em mặc 70 kg luôn á, chị Giàu chốt áo này đẹp nè, 100.000 nha, beo nha, 40-50 kg giùm em, bán giá tương tác mấy chị gái ơi. Giá chia sẻ mấy chị gái ơi. 100.000, 100.000. Vừa bán vừa khuyến mãi luôn. Vừa bán vừa khuyến mãi nha. 70 kg 100.000, 70 kg 100.000 màu xanh. 70 kg 100.000 màu xanh nha, bán giá khuyến mãi nha các chị. 70 kg màu xanh em ơi, màu xanh. Màu này là màu rêu nha. Màu rêu 100.000. Đẹp quá trời luôn. Chị Quỳnh Mai ơi, em nói nghe là chốt. Chị ví dụ chị chốt được một bộ đó, chị chốt thêm hàng nữa thì ok. Chứ còn ví dụ chứ chị cứ đầu like vô chị mua một bộ là em không có dùng đơn nha. Ví dụ xuống like mà không có đủ là em xả luôn á nha. Chị ví dụ chị mua bộ nữa thì ok. Chứ chị mua cái đầu like không là em không chốt được hàng cho chị đâu ha. Rồi 100.000 màu rêu nha, 70 kg. 100.000 màu rêu nha, 70 kg giùm em. Bán đầu lai lấy tương tác với chị mua kèm đơn để em chốt nha. Chị nào chơi có một bộ đầu lai nghỉ là ngày mai em không chốt nữa đâu nha. Có thấy được em thì tiếp em bình luận đi các chị. Sọc số 1 giùm em nha. 100.000. Số 1 giùm em. Áo em mặc giá áo em mặc là 200 nha. Em có 3 màu xanh, đỏ và cam. Xanh, đỏ và cam 200 một áo. Size 60 70 kg mặc đẹp luôn. Rồi cái này là sọc giùm em 100.000 nha. 40 50 kg mặc vừa. Chị gái nào chốt đầu like lúc nào nó cũng rẻ hơn bình thường nha. Em đang sale là một em đang bán là 1.6 nha. Em bán đầu lai có 100.000 thôi. Số 1 sọc giùm em. 40-50 kg nha. Sọc với beo 40-50 kg số 1 giùm em. Bao dễ thương cho các chị luôn. Bèo bèo bèo. Bèo bèo bèo. 100.000 beo nha. Dạ 70 kg em đang mặc đó chị, 70 kg em đang mặc nè. Rồi đẹp quá trời mấy chị gái ơi. Áo em đang mặc là 70 kg ha. Rồi beo 40-50 kg mặc vừa. 100.000 là em bán giá tương tác nha các chị. 70 kg em có rất là nhiều luôn nha. Đây 70 kg đây. 70 kg màu lá giùm em luôn nè. 70 kg bên em rất nhiều nha. Kiểu gì cũng
nhiều lắm. Alo. Dạ em bán đầu like phải chia sẻ trên like và được đông khách em mới chốt chị nha. Chị dạ. Chị Loan ơi, chị có mua áo chị để giùm em là 200 ngàn. Dạ bộ sọc nó vừa nha chị. Nha chị Son Đỗ. Cái này là 200 ngàn. Chị Loan có chốt để giùm em áo 200 màu xanh. Chốt để giùm em 200 em mới chốt. Xanh và kem nha. Bình luận giá 200 em mới chốt chứ không bình luận giá em không có chốt nha. Rồi xanh em mặc là 70kg là thoải mái nha các chị nha. 200 á chị gái nó chốt bình luận. Màu cam 200 nha. Mẫu này là hàng xịn sò giùm em. Chốt hàng không có giá là em không có chốt nha chị. 200 ngàn cam. Rồi em ok chị Loan. Chị Loan chốt bi để giùm em 160 nha.
Chị gái chốt bình luận giùm em. Bi 160 ngàn nè, 70 kg. Chị Loan chốt bình luận giá bi nha. 70 kg mặc vừa bi 160 chốt giá em mới chốt nha. Rồi ok chị Loan, còn chị nào mua 40-50 kg em bán đầu lai giá 100 là 40-50 kg bi 1. Ok chị Loan nha, 160 ngàn. Chị gái nào chốt mà có đợi giá em chốt nha. Chị Loan em ok bi nha, 160 ngàn. Chị Son đổ có chốt cái này là để số 1 giùm em, 40 kg ha, 40-50 kg giùm em. Rồi ok chị Son đổ nè. Nhưng mà chị mua kèm đơn nha, chứ một bộ 100 ngàn là em không có đi đơn nha chị Son nha. Với lại không có số điện thoại em không có chốt được chị. Không có số điện thoại bên em không có chốt đơn đâu ha. Rồi chị nào chốt bi thì để bi giùm em. Bi 70 kg nha, 160 một bộ. Màu đen nha các chị, 70 kg màu đen nè, 70 kg màu đen giùm em, quá trời đẹp mấy chị gái ơi. Dạ chị Son đổ đi, em bán mà không có số điện thoại không có chốt chị. Rồi màu đen 70 kg giùm em nha, 160 ngàn một bộ, 160 ngàn bi. À quên, màu đen với bi nha, chị gái thôi chốt bình luận giá em mới chốt nha. Có số điện thoại đầy đủ em mới bán, chứ còn mấy không không mua vơ em không có chốt nha. Màu đen giùm em là chị Loan có chốt nữa, đẹp lắm, 160 ngàn một bộ nè, 70 kg giùm em nha, quá đẹp luôn. Màu rêu nè, 70 kg giùm em nè, 92 bộ, số 4, màu xanh, màu đen. Ok chị Chính nha, đây em đang mặc màu đen, ok chị Chính nha. Bộ màu rêu này em bán đầu lai cho chị 100 nè. Bán 100 bộ đầu lai cho chị nha. Rồi em mặc màu đen 160. Ok chị Chính bỏ. Em ok chị Chính nha. Bộ rêu em bán cho chị giá 100 tương tác nha. Ok chị Chính bỏ nha chị, 160 màu đen. Chị Son đổi, chị có chốt tiếp bộ nữa không? Nếu chốt tiếp bộ nữa thì lấy luôn giùm em, còn không là không có chốt đơn được chị. Em bán đủ đơn em mới chốt nha, chứ bán 100 ngàn thì em không có chốt được. Thì làm bộ 160 em bán đầu lại có 100 à. Quên. Chị Son đổ có chốt thêm thì em chốt luôn cho ha. Ví dụ bi đen đó 100. Rồi cái này số 1 giùm em nè. Số 1 em bán cho 150 nè. Có chốt bình luận mà đỏ giùm em. 40 kg, 50 kg, số 1 150 nè. Ví dụ chị lấy một bi 100 với bộ đỏ 150 nữa là em đi đơn. Rồi thôi vậy chừng nào chị chọn đi em chốt cho nha. Để chốt lát mất công xả mất công. Rồi chị gái nào chốt bình luận nha, đỏ giùm em. Đó 40-50 kg nè, đẹp quá trời. Vậy là chị mua đủ đơn đi rồi chốt nha, còn không thì thôi. Tại bên em thường bán đầu lai một bộ là phải kèm thêm một bộ nữa em mới chốt ha, còn không thì em không có chốt. Rồi xanh giùm em nha, 70 kg chị gái nào chốt bình luận nè. 70 kg mặt vừa đẹp xuất sắc luôn mấy chị, 160 ngàn, 160 ngàn nha, đẹp quá đỉnh luôn á. 70 kg nha. Bên em 100 bộ cũng không có miễn phí nữa. Rồi đẹp quá trời luôn. Màu xanh giùm em. Màu xanh giùm em nha, rất là đỉnh mấy chị gái nha. 70 kg 160 ngàn. Chị muốn mua miễn phí mà chị mình ra chợ mình mua ha, mình ra chợ hoặc là shop siêu thị đồ mình mua. Chị nào chốt xanh bình luận. Lá em đang xả nè,
hả? 160.000, 236, 160 nha, 70 kg. Giùm em nha, 70 kg giùm em. Em bán cả 100.000 thứ mẫu lượng chị Son đổ anh. Chị từ từ hắn chốt bên em nghe. Bộ đồ 100.000 là phải dễ gì, có miễn ship không là bên em không có chốt được, nên là thôi chị cứ coi đi, coi cho nó đã, bao giờ cảm thấy thích hợp thì mình chốt nha. Em chỉ biết là bộ này nó 230 nè. Hàng sale sale 160 nè. Biết giá sỉ là 195 nè. Rồi chị biết vậy thôi ha. Chị nào chốt thì chốt nha em. Màu lá, màu lá sale 160.000 nha. Mấy cái mẫu này là bao đẹp, bao xịn nha các chị. Hàng này là 230 nha. Em đang xả 160.000. Chị gái nào chốt cái gì thì bình luận cho em. Chị nào mà ví dụ như mình thích hợp những cái mẫu này và cái giá mà nó rẻ hơn quá nhiều thì mình chốt, còn không thì mình đừng chốt nha, mình cứ coi chơi bình thường đi. Rồi bình thường cái mẫu này là em bán 220 nè. Em đang xả 160.000, 70 kg màu tím. 70 kg màu tím nha, đang xả nha các chị ha. Màu lá với màu tím giùm em nè. Giá xả 160.000. Chị gái nào mình thích hợp thì mình chốt nha. Tại bên em ví dụ như 100 mẫu thì nó có thể là 100 thứ vải và 100 xưởng may. Ví dụ như vậy nha, nó rất là nhiều nên em không biết được là hết là cái gì ha. Chị biết là cái hàng nó sale rẻ thì em sale thôi. Rồi màu tím 70 kg nha. Màu tím 70 kg nè. 220 em đang sale có 160.000 à. Một khách của em chốt là tầm vài 30 bộ là chuyện bình thường mỗi ngày ha. Nhưng có một khách đó, ngày nào chị cũng mua là ngày 300 đô, ngày 500 đô là thường xuyên. Mua là gửi tiền đô gì không. Rồi đây nha chị nha, màu tím em đang mặc đẹp quá trời luôn. Màu tím nha, chị gái nào chốt bình luận. Màu tím giùm em luôn. Màu tím 160.000. Rồi cái này là số 1 màu đỏ nha các chị nha. Số 1 màu đỏ em sale 150 thôi. Sale 150 màu đỏ thôi nha, số 1. Số 1 là mấy chị 40 kg, 50 kg mặc vừa đẹp. 40-50 kg nha. Bao xịn bao đẹp luôn nè. Số 1 giùm em nha, sale 150 giùm em. Đó. Bình thường là số 1 em sale, em bán 160 nhưng mà em sale cho mấy chị 150. Màu đen này em bán cho mấy chị giá đầu lai 100.000, 40-50 kg. Chị nào chốt màu đen về màu đỏ là 250, hai bộ em chốt hàng. Còn mua một bộ 150 giùm em. Mua một bộ là 150 nha bà con nha. Màu đỏ giùm em. Đó, chị gái nào mình chốt như vậy là em sẽ chốt đơn nè. Có đồ bà ba luôn nha bà con nha. Chị gái nào chốt bà ba thì bình luận cho em luôn, có bà ba luôn. Size 1 là size nhỏ nhất bên em. Chị gái nào chốt thì mình bình luận cho em. Quá trời sức luôn, quá trời xuất sắc luôn. Đó, bi màu đen nha các chị nha. Bao dễ thương, bao xịn luôn. Chị em mình có thấy á, cho em xin cái bình luận đi, tại em không thấy mấy chị bình luận ha. Em thấy hồi nãy cũng có khách mà hỏi là bao nhiêu ký á, nhưng mà em lên là bình luận không thấy ha. Không biết là nó bị ẩn hay sao mà em không thấy bình luận. Chị gái nào thấy được thì bình luận tiếp em một cái nha mấy chị gái ha. Mấy chị muốn coi thì mấy chị bình luận em mới lên hàng được cho mấy chị coi ha. Không bình luận em không biết chị lấy cái gì hết mà coi luôn. Áo thì bên em 75 kg trở lại, đồ bộ thì 75 kg trở lại nha mấy chị, tùy mẫu nha. Chị gái nào đang thấy được em bình luận giùm em ha. Em đang mặc là bi nha mấy chị. Em đang mặc là số 1. Số 1 bi nha. Bi 100, bi 100 luôn. Bi 100 đỏ 150 nha. Quá trời dễ thương luôn mấy chị gái ơi. Bao dễ thương bao đẹp luôn. Dạ chị Hiền ơi, cái này em có 50 kg thôi chị. Còn chị mua 52 kg thì em lấy cái size khác và giá khác được không? Cái này là em có 50 kg thôi. Em 51 kg ha. Em đang mặc số 1. Chị mua mẫu khác được không?
ơi đẹp quá à. Màu xanh chị gái nào bán, chị gái nào chốt cái này màu xanh nè. Chị còn chị con Mai chốt màu xanh này 58 kg nè chị. 160.000. Một bộ 160.000 chị có chốt bình luận nha. Chị con Mai có chốt màu xanh nè. 50 58 kg màu xanh giùm em ha. 52 kg mấy chị mặc số 2 kg lên giùm em chứ số 1 mặc ôm lắm. Em thì mặc được nhưng mà mấy chị mặc không quen mấy chị cảm thấy ôm nha. Đây. Đó chị nào chốt màu xanh này 160.000 nè. Size số 2 giùm em nha, 50 kg trở lên. 160.000 nha, chốt thì bình luận giùm em. Chốt thì bình luận giùm em nha, chốt bình luận giùm em mới chốt được nha. Xanh size 2 giùm em. Tự nhiên cái like này like không được nữa. Không giờ cái like này mày có mở like được không? Không mở được. Không được. Hồi tối mai like được, giờ đâu mất tiêu rồi. Dạ chị Lê Đặng bình luận giúp em 160 em mới chốt được hàng. Chị phải có cái giá tiền em mới chốt chị. Chốt bình luận giá tiền giùm em ha, 160.000. Chị có muốn chốt thì bình luận giá giùm em. Em đang mặc. Ok chị Đặng nha, màu xanh 160. Em ok chị Đặng nha chị. Chị Lê Đặng chốt mấy cái mẫu này dễ thương lắm. Màu tím ha, 50-55kg, 58-60kg đủ lại. 160.000 màu tím. Đẹp quá à. 160.000 tím nha, cực đẹp. Bao đẹp, bao xịn luôn. Rồi em ok chị Lê Đặng ơi nha chị, màu xanh nha. Em đang mặc màu tím giùm em. Màu tím màu hồng nha chị gái nha. Tím màu hồng luôn. 50, 55, 58 kg mặc đẹp luôn. Mấy cái mẫu này bao xịn. Đẹp xuất sắc. Giá có 160.000. Em đang mặc màu tím nha. Vẽ thun chị. Rồi đẹp quá mấy chị gái ơi. Đẹp xuất sắc nha. 160.000 giùm em nha mấy chị gái nha. Hoa hồng. Màu hồng giùm em, đẹp lắm. Hôm nay bị mất tương tác á chứ hôm qua là bán chốt không kịp mấy chị. Ngày hôm qua là bán thật sự là chốt không kịp. Rồi đẹp quá trời màu hồng nè. Màu hồng màu tím giùm em nha, 160.000 một bộ nha các chị. Bao đỉnh ba à, bao đỉnh ba xinh luôn. Màu tím màu hồng nha các chị, rất là đỉnh, rất là đẹp. 160 nha bà con nha, đẹp quá. Màu tím và màu hồng giùm em, đẹp tuyệt vời ở mặt trời luôn. Dạ chị Son ơi, bên em không có hàng 100.000 chị. Chị Son đổ em không có hàng 100.000 đâu ha. Em chỉ bán cho khách đầu like lấy tương tác chơi thôi chứ em không có bán đồ 100.000. Đồ 100.000 á là cái hàng thun nó dở dữ lắm, em không có bán nha. Rồi cái này là 160.000 nha các chị. Em chỉ bán cho khách tương tác đầu like á, mình mua 100.000 rồi mình mua bộ nữa em đi đơn ha, chứ bên em không có bán đồ 100.000. Rồi màu hồng giùm em nha các chị nha. Em bán hàng cao cấp không à? Không có độ 100.000 chị gái ha. Rồi màu hồng 70kg luôn. Chị gái nào chốt màu hồng bình luận giùm em 70kg nha. Em có bà ba nha các chị. Em có bà ba, chị gái nào chốt bà ba em lên bà ba cho. Bà ba là bao dễ thương luôn. Tiếp 30 nữa
Rồi màu màu này là màu nâu nha, màu nâu giùm em. À màu da giùm em nha. Màu da giùm em. Cái này là 200 một bộ. Nhưng mà hàng sale em sale có 120 ngàn nha. 50 55 kg mặc vừa. 50 đến 55 kg nha các chị nha. Co giãn cực tốt luôn nè. Đó, 120 ngàn là giá em xả, đi đơn là 150 chứ lên. Đẹp lắm các chị. Màu này là màu da nha, 50 55 kg mặc vừa. Màu da giùm em rất là dễ thương. Bao đẹp bao xịn luôn các chị nha. 120 ngàn màu da. 120 ngàn màu da. Quá trời dễ thương luôn. 50 55 kg nha, màu da giùm em. 120 ngàn là giá chia sẻ, giá tương tác đấy mấy chị. Giá hàng em nó tới 200 được. Em có bà ba nha, chị gái nào có chốt bà ba thì mình bình luận giùm em. Dạ, chị có 8 đúng không chị? Bà ba em có nhiều lắm. Có bộ đồ giá là 160 bên sách đầu ngọc đó chị. Chị gái nào mà thích bà ba thì kêu mẹ em ha. Ok, chị biết Nguyễn. Cho mượn cái điện thoại đi. Cho mượn cái điện thoại đó, chút đơn. Bà ba tối xin một để đâu rồi ta, mở qua giùm kia. Chị biết Nguyễn chốt giùm em cái gì nữa không chị? Tại em đi đơn 150 chưa lên á. Đi đơn 150 chưa lên, chị biết Nguyễn có chốt nữa không? Em không có đi 100 ngàn với 120. Chị có chốt bình luận giùm em để em lấy cho. Chị Lâm Huỳnh ơi, màu da này em không có 75kg chị gái. Em có size 60 hơn 60kg thôi chị gái ơi. Cái này là hồi tối một khách mua 10 bộ, 10 bộ ha. Rồi em ok chị biết Nguyễn. Cái này mấy chị mặc nó sướng như lắm. Màu trắng, hồi tối một khách chốt 10 bộ, một khách chốt 5 bộ. Một đêm nào chị cũng mua là tầm 3 đến 500 đô hết trơn á. Đây. Rồi màu trắng giùm em nha, 50-55kg. 120 ngàn là giá em xả nha. Từ 2 bộ hoặc là 150 cho lên em mới được chốt đơn. Rồi chị gái nào chốt trắng bình luận giùm em. Một bộ là xả có 120 ngàn thôi. Mặc cái này là hung lưới nha các chị nha. Đẹp dữ lắm mấy chị, rất là đỉnh luôn. Em ở đầu mối, ở quên lộn, em ở Thủ Đức. Đẹp quá trời, ok chị biết Nguyễn nè. Đẹp quá các chị ơi, rất là xịn, rất là đẹp luôn, màu trắng nha. Hàng sale có 120 ngàn thôi. Đẹp lắm. Màu trắng giùm em nha. Cái này là hàng thun lưới đó các chị. Thun lưới nha, đỉnh luôn. Bao xuất sắc. Bà ba em có size số 1 là em mặc vừa mà không biết ở đâu, mà tối em dọn ở đâu rồi. Chị gái nào chốt bình luận giùm em nha, màu trắng giùm em. 120 ngàn. Màu trắng và màu nâu. Màu nâu giùm cho em nha. Cái này là mặc sướng lắm chị Lâm ơi, nhưng mà không có size 75kg. Tại vì em hàng sale á, nó không có đủ size. Đây màu nâu giùm cho em nè. Chị gái nào chốt đủ đơn thì mình chốt 150 chứ lên em chốt nha. Đẹp xuất sắc, đẹp luôn. Các chị yêu nào mình muốn bà ba hay gì bình luận giùm em ha. Bà ba em có nha mấy chị gái ơi. Bây giờ đang ở đây đang xe to quá, em mặc không có được. Bà ba em sale có 120 một bộ à. Em còn size 50, à 40kg đến 60-65kg bà ba. Bà ba 120 một bộ nha. Sale giá 120 một bộ. 120 ngàn một bộ. Có bộ là ống rộng, có bộ là ống nhỏ nha bà ba nha mấy chị. Rất là đẹp luôn ha. Chị gái nào chốt gì bình luận giùm em ha. Để em biết em lên. Chị biết Nguyễn ơi, bên em không đi đơn 120 nha chị. Nếu mấy chị mua 120 ngân là em không có chốt đơn đâu ha. Em hủy đơn luôn chứ em không có chốt. Rồi màu đỏ giùm em nha mấy chị. Màu đỏ này là 220 sale 160. 50 đến 55 57 kg mặc vừa. 50 55 57 kg mặc vừa nha, 220 xả 160. Em chỉ chốt đơn cho những chị khách mà mua đủ đơn giùm em thôi, chứ còn chốt đơn mà mấy chị mua để lát xả thì bên em không có chốt được. Em Hoàng Lê C3 là cái gì mới được chị? Cái gì em cũng có C3 chưa á. Nhưng mà phải hỏi cho nó rõ ràng giùm em. Rồi đẹp quá trời các chị.
58kg vừa không chị? Đang mặc 150. Cái gì đang mặc 150 chị? Rồi, đẹp quá trời mấy chị gái ơi. 50, 55, 57kg mặc vừa em. Màu đỏ nha, xả 160.000. Màu 60 chị gái nào chốt bình luận giùm em ha. Đẹp lắm. Màu 60 nha bà con nha. Rồi màu tím size 3 giùm em nha. Sale 160 màu tím. Size 3 giá 160.000 màu tím nha. Màu đỏ 160 giùm em luôn. Đẹp xuất sắc nha. 160.000 size 3 màu tím. Màu tím nha, đẹp ghê luôn. 160.000 màu tím giùm em. Màu tím nha. 160.000. Màu đỏ 160 số 2 nha, 50 55 57 kg mặc vừa. Số 2 giùm em. Màu đỏ nha. Chị Linh Lâm ơi, có lấy gì không chị Linh Lâm ơi? Chị biết Nguyễn ơi, cái nãy bộ 120 là chị mua là 50kg nha, 50 55kg nha. Chị mua 50 55kg nha, chị có chốt không? Không chốt thì nói giùm em ha. Cái đó 50 55kg. Rồi màu tím này size 65kg mặc vừa, 60 65kg 160.000. Chị chốt hồi nãy là 50 55kg á, chị có chốt thì bình luận, còn không chốt nói em bỏ ra nha. Tại em thấy chị chốt size 55kg, giờ chị hỏi 70kg vừa không. Nghe số ký rồi chốt nha mấy chị. Mình đừng chốt đại rồi lát xả ra nó khổ nha. Rồi màu lá 70kg giùm em nè. Cái này là 220-230 nhưng mà em xả là 160.000. Xả 160 nha. Màu lá 70kg. Màu hồng này size 50-55-58kg mặc vừa, 160.000 màu hồng. 160.000 nha, màu hồng giùm em. Màu hồng và màu tím. Bồ đỏ tím. Chị Hồ B ơi, chị chốt cái gì em cũng không hiểu chị chốt cái gì luôn. Đỏ 160 một bồ bà ba ống nhỏ. Em ok chị Hỷ Thanh nha. Còn chị Hồ B gì chốt gì cũng không hiểu chị. Mấy chị chốt là phải để cho em hiểu em mới chốt được hàng nha. Chứ chốt mà không cho em hiểu là em đâu chốt được hàng. Màu đỏ em ném ở đâu rồi trời? Chị Thúy Thanh thấy em để đâu không chị? Chị Thanh ơi, thấy em để màu đỏ ở đâu không chị? Bye bye em ok chị Thanh nè. Bà ba là 120 nha chị Thúy Thanh. Bộ đỏ nào em quên mất tiêu rồi ta. Thủy Thanh em ok nha chị. Bà ba nha. Màu đỏ em để đâu rồi em không nhớ luôn rồi. Chị Thủy Thanh chốt mà
màu khác được giùm em nha. Cỏ em không nhớ em để đâu rồi chị. Em mới mặc em biết rồi, nhưng mà em quăng nó mất tiêu rồi em không có nhớ. Chị có chốt cái khác thì chốt giùm em ha, chứ em không nhớ để đâu rồi. Chị một bộ, bà ba số 3. Chị một bộ bà ba. Dạ chị chính bỏ, em không có bà C5, em không có nha. Không có chị. Cái bộ màu đỏ tự nhiên đang mặc xong ném nó mất tiêu luôn, giờ khách chốt không biết đường luôn. Chị Thủy hôm nay chốt, chị chốt lại giùm em đi ha, tại em không nhớ cái nào luôn á. Em nhiều hàng lắm, mấy chị chốt không chốt liền mà, mấy chị đợi hồi em qua một hồi mấy chị chốt, em không có chốt được hàng. Chị Thúy Anh chốt trước bộ bà ba nha, chốt rồi chị chốt tiếp cho em. Rồi cái này size 3 giùm em nhé chị gái nha, 60-65kg mặt vừa nè, size 160 số 3. Chị gái nào chốt bình luận số 3 nha. Chốt thì chốt luôn giùm em đi, chứ mấy chị đợi em qua một hồi mấy chị bình luận em khó chốt lắm. Rồi số 3 giùm em nha, chị gái được chốt bình luận giùm em số 3 đỏ. Số 3 nha mấy chị nha. Tầm 60 62 63 kg cũng được luôn. Đẹp lắm. Chị Thủy Thanh có ok một bộ bà ba trước không chị? Mấy chị mua mấy chị cho em cái giá nhiệt tình đấy mấy chị gái ha. Chứ em thấy như là chị Hồ B Hồ gì nè, em đấu chốt được gì đâu. Mình lượng một bộ bọ đỏ màu tím rồi xong rồi, vậy là đứng hình liền, em đâu biết lấy cái gì đâu chốt. Chốt rồi là mình phải chốt cho nó rõ ràng mấy chị gái ơi, chứ chốt mà chốt không không vậy biết được đâu chốt. Em đang mặc đỏ là số 3 nha, size 160. 60 hơn 60kg mặc đẹp. Giùm em nha, size 160 giùm em, màu đỏ. Chị ơi, chị Thúy Thanh có chốt với một bộ bà ba không? Chốt thì trả lời giùm em chứ. Cô Dung này là 160 phải không? Ừ. Bộ số 2 có không ta? Đây là chị Thúy Thanh có chốt bình luận giùm em số 2 nha, size 150 số 2 nè. 58kg. Chị Thúy Thanh có chốt bình luận em. Em ok chị Nhàn xe 3 đỏ. Chị gái nó chốt đúng thì em chốt nha. Rồi số 2 giùm em. Số 2 giùm em nha. 50-58kg mặt vừa 160. Em ok chị Nhàn màu đỏ 3 nha. Em ok chị Nhàn xe 160. Chị Nhàn nha. Rồi màu đỏ số 2 nè, 50-58kg nè, 150 giùm em nha. Chốt thì bình luận giùm em 150. 150 giùm em nha. Rồi em có số 4 màu đen nha. Số 4 màu đen giùm em. 70kg 160.000, số 4 màu đen. Số 4 màu đen nha, chị gái nào chốt bình luận 70kg giùm em. Số 4 màu đen giùm em 70kg nha. 160.000 giùm em. Màu xanh cái mẫu em đang mặc. Số 3 giùm em ha. 160.000 màu xanh. Màu đen số 4 chị gái nào chốt bình luận.
chị nha. Xanh số 3 giùm em, 160 ngàn xanh. Số 2 nó có hả? Xanh lá. Chị gái ơi chốt bình luận cho em mấy chị gái ơi. Biết Nguyễn 160 ok. Rồi em đang mặc là màu xanh số 3 nha. 160 ngàn giá sale nha các chị. Biết Nguyễn em ok màu đen. Màu lá nha. Màu lá 70 kg giùm em nha, sale 160 màu lá. Màu lá nha, 70 kg giùm em, 160.000. Ok chị Thủy Thanh nha. Màu vàng số 2. Rồi màu tím giùm em nha. Tím 2 giùm em. 55-57 kg mặt sẽ đẹp nha các chị, sale 170. À xin lỗi, 160. Màu tím size 2. Màu đen tím nha. 160.000 là giá xả. Thủy Thanh ok nha chị, 160 nha. Rồi em đang mặc màu đen tím. 160.000 là giá xả nha. Màu đen tím nha các chị, 160. Màu đen tím nha, 160.000, rất là đẹp. Rồi màu cam 70 kg nha. Màu cam 70 kg giùm em ha, 160. Màu cam 70 kg giùm em. Màu cam giùm em ha, 70 kg. Mẫu này em không có 70 kg. À mẫu này không có 75 kg. Rồi đẹp quá trời mấy chị gái ơi, màu cam 70 kg giùm em. Chị Thắng em hết vàng số 2. Chị gái nào chốt bình luận giao đồ rồi phát. Màu cam 70 kg giùm em. Màu đen nha, chị gái nó chốt đen 160.000 là giá sale á. Cái này là 200 mấy nè. Đen số 2 nha các chị, rất là đẹp. Đen số 2 giùm em. Đen số 2, cam giùm em nha, 70 kg cam. Rồi cô ban nha, cô ban số 3, 60 hơn 60 kg mặt vừa. Cô ban giùm em, số 3. Giá 160.000 là giá sale. Rẻ đẹp lắm các chị. Thì là 200 mấy lần. Nhưng mà em đang sale có 100 mấy nha. Đẹp rất là đẹp luôn. Màu xanh giùm em nha. Xanh là size 3. Cái gì vậy? Cái gì vậy? 60 hơn 60 kg màu xanh. Xanh số 3 nha các chị. Xanh 3 giùm em. Rồi màu tím số 3 luôn, 65 kg nha, tím giùm em nè, 160.000 tím. 160.000 tím nha, 65 kg trở lại mặt vừa màu tím giùm em luôn.
ngang đây em đọc sai rồi đó chị. Em lên em có nói sai hết nha. Rồi chị gái nào chốt giùm em. Đẹp quá trời đẹp luôn, màu xanh giùm em. 60 hơn 60kg nha cô Ba. Màu đen này là size 50 đến 55 57kg nè. Màu đen 160 giá xả nha các chị. 50 55 57kg mặc vừa màu đen. 160.000 giá xả. Rồi chị gái nào chốt màu đen bình luận giùm em ha. 50 55 57kg màu đen và tím. Xe 160 nha các chị. Trời ơi cái mẫu màu tím này nó đẹp. 160.000 màu tím luôn. 50 55 57kg mặc vừa màu đen. Đen và tím nha. Đen và tím giùm em, sale có 160.000 à. Đen tím nha, chốt về bình luận. Giá sale có 160.000 à, mấy cái này là 220, 230 nha các chị. Chị Lệ Thủy nha. Số 2 này là 55 57kg mặt sẽ đẹp. Chị Lệ Thủy em ok. Dạ em ok chị Dạ không. Chị Dung Mỹ chốt hàng có xuống hậu giùm em mới chốt nha. Chị Thủy em ok. 160. Chị Hân em ok xanh 3. Chị Dung My ơi, bên em bán hàng mà không có số điện thoại nên em không có ra đơn nha chị. Em ok chị Gia Hân. Dạ 75kg em có 230, 250. 75kg em có 230 với 250 nha. Em ok chị Lương màu tím. Rồi tím đó là tím đậm nha. À tím lột. Rồi cái này là tím đậm 70kg nha. Tím đậm 70kg giùm em. 160.000 giá sale. Chị Hồng Lương ok nha chị. Tím đậm giùm em nha chị. Tím đậm 70kg. Chị Hằng Lương em ok nha. Rồi tím em mặc 70kg giùm em. Dạ chị Yên em hết tím. Chị My em cũng hết tím ha. Rồi em đang mặc 70kg mặc vừa. 160.000 giá xả nha các chị. Rồi chị gái nào chốt xanh dương. Xanh dương giùm em nha. Xanh dương là số 3. Xanh dương là số 3 nha. 60 hơn 60kg mặt đẹp xanh dương. Số 3 xanh dương nha các chị. 160.000 giá sale. Em đang mặc tím 70kg nha. Chốt bình luận giùm em. Rồi xanh dương giùm em ha. Xanh dương số 3 nha mấy chị. Số 3 xanh dương nè, đẹp lắm. Trăm 60.000 giá sen xanh dương số 3. Màu vàng giùm em nha. 60kg đổ lại giùm em. 230. Màu vàng 60kg đổ lại 230. Màu xanh dương này là số 3 nha. Màu vàng 230 giùm em. Màu
Màu vàng này là size 50-60kg giùm em nha, 230. Rồi size 60 hơn 60kg màu bi nha mấy chị, bi đen. Màu 60 nha, bi đen nè, 60 hơn 60kg mặt vừa, bi đen. Bi đen nha. 60 hơn 60kg mặt vừa mẹ em. Bi đen giùm em 160. Màu vàng em đang mặc là 230. Màu vàng 230 nha. Dạ, bên em bán hàng trung niên. Rồi màu tím giùm em nha, 50, 55, 57kg mặt cũng đẹp, 160.000 tím. Tím bi. Rồi, tím bi nha, chị gái nào chốt bình luận giùm em, 50 hơn 50kg, 60kg đổ lại giùm em, có 160.000 à. Tím bi bao dễ thương nha các chị. 160.000 tím bi. Tím bi nha, chị gái nào chốt bình luận. Rồi số 3 vàng nha, chị gái nào chốt 3 vàng giùm em nè. 60 hơn 60kg mặt vừa nha. Số 3 giùm em màu vàng 160. Giá sale nha các chị, 160 giùm em. Sao vậy? Cái này mày đưa để cảnh báo đi, tại cái bà này không bao giờ mua được, cho nó cảnh báo tao mới biết được. Hồi đó tao nói rồi, tao nghi rồi, cho cảnh báo đi. Rồi màu vàng nha, mua chứ có bao giờ có tiền nhận đâu. Kiểu như biểu lấy yên vậy mà số 3 ở đâu ra hàng ta lên lẻ sao. Rồi đẹp quá mấy chị gái ơi, màu vàng xe 3 nha, chốt bình luận giùm em 160 giá xả. Chị gái nào mình mua không mua hàng sale thì mua hàng em 230 giùm em. 230, 250 là bên em có đơn nha, có hàng. Rồi vàng xe 3 giùm em, 60 hơn 60kg nha. Thôi nhìn thuốc của đứa nào uống nó lấy những hồi vàng vàng nha. Bà ba em đang xả 120. Chị, màu đen số 2 thì 65kg không có vừa chị. Rồi đẹp quá trời, màu vàng giùm em nha, chị gái nó chốt vàng 60 hơn 60kg mặt vừa, 160.000. Chị Chanh, chị muốn mua màu đen số 3, 65kg là phải số 3 nha, chứ số 2 mà không có vừa. Rồi chị gái nó chốt, ba em đang xả 120 bộ, nhưng mà hai bộ em mới đi đơn, 150 em mới đi đơn. Còn 120 bên em không có chốt nha. 104 chị một bên và một bên 27 chị. Mà không thấy một cái bình luận chốt đơn mấy chị gái ha. Rồi đẹp quá, bà ba em đang mặc là số 2 mấy chị, 50, 55, 57kg mặc đẹp. Em đang xả là 120, 170 em xả 120 nha các chị. Bà ba thì em đi khoảng một, nói chung là 150 chưa lên em mới chốt đơn. Có bộ thì ống nhỏ nhưng có bộ là ống bự nha các chị ha. Em đang mặc là số 2, 50, 55, 57kg mặc vừa. Một cái quần lẻ này mấy chị mua em vẫn bán nha, 100.000 một quần. Chị gái nào chốt quần lẻ 100.000 giùm em. Một bộ là em đang xả có 120 thôi ha, 170 xả 120. Em có size 3 và size 2, size 1 luôn ha. Em thấy 100 lẻ mấy chị mà không được một cái bình luận nào mấy chị ấy ha, em thấy hỏi không ạ. Rồi hàng của em là hiện tại là 4-5 ngàn cái chứ không phải không có hàng mấy chị gái ha. Nhưng mà em thấy mấy chị toàn hỏi không chứ không có chốt. Cái này thì mấy chị hỏi qua cái kia thì mấy chị hỏi qua cái nọ. Rồi chị gái nào chốt bình luận giùm em nha, 120 ngàn số 2. Còn chị nào mua một quần em vẫn bán nha. Còn bộ 200 mấy thì em sale 160 ngàn. Áo beo nha, 65-75kg mặc vừa. Dạ không chị nghe, em không có ống rộng. Rồi đẹp quá trời, 70kg không? Bà ba thì em không có.
Rồi cái này 65 75 kg mặc vừa, 60 70 kg mặc cũng vừa luôn. 140 áo beo nha. Áo beo giùm em. Rồi chị gái nào chốt bình luận bà ba giùm em nha. Bà ba này số 2, em có số 2 và số 3 đang sale. Đẹp dữ lắm, sale có 120 một bộ à. 150 cho nên là em đi đơn, tầm 2 bộ là em đi đơn được ha. Em có số 2 và số 3 chứ không có số lớn, có số 1, số 2, số 3. Beo này là 140 một áo nha các chị nha, 60 70 kg cũng được. 60 70 hơn 70 kg mặc vẫn đẹp nha. 140 một áo. Đẹp lắm. Mặc mát nữa. Rồi tím 3 giùm em nha, tím 3 là 60 65 kg mặc vừa 160.000. Chị Nga có cái quần trắng không? Quần trắng 70 kg á. Quần trắng ống ống bát bát á chị. Ok chị My Mai. Quần trắng mà ống bát bát á, em mới về hàng đẹp lắm. Chị My ok nha chị. Màu tím của mặt là 60 65 kg nha, 160. Cái áo beo này mặc mắt lạnh nè. À. Màu hồng 70 kg giùm em ha, 70 kg giùm em. 160.000 màu hồng một bộ, màu hồng là bộ nha các chị. Màu hồng 70 kg giùm em, 70 hơn 70 kg vẫn mặc đẹp nha các chị ha. 160.000 màu hồng, bộ này mặc bao đẹp. Ok chị Lâm, áo nâu. 140 một áo mà áo này mặc sướng lắm, mát cực kỳ luôn. Rồi màu hồng em mặc là 70-75 kg nha, 160.000 một bộ. Rồi cái này là beo nha các chị, beo nâu. 140 một beo nha, 60-75 kg beo nâu. 140 beo nâu giùm em, mặc là xích sắc. Em đang mặc là bộ màu hồng nha các chị. 70-75 kg nha. Cái này là beo nâu. 140 beo nâu giùm em. 60-75 kg giùm em nha. Beo nâu giùm em, quá trời đẹp luôn các chị. Có 140 áo.
điện thoại của chị Hồng Nghi đúng không vậy? Chị gái nào chốt cái hồng này đẹp lắm, 70-75kg, 160 ngàn. Chị có chốt một bộ bao dễ thương mấy chị. 200, bộ 230 bên sách đồ học của chị. Nhân xin địa chỉ nha chị. Áo em mặc là beo nha, beo nâu á. Áo gì? Beo nâu, beo nâu. Rồi cái này là em có màu cam, màu xanh và màu đỏ nha các chị. 200 một áo ha. Size 60-75kg nè. 60-75kg giùm em nha. Màu cam, màu xanh, màu đỏ. Cam, xanh, đỏ giùm em nha. Đẹp lắm, có 200 một áo thôi. Áo này hàng tuyệt vời. Đẹp. Đẹp xuất sắc luôn. Cam màu xanh và màu đỏ. Cam xanh đỏ giùm em ha. Cam xanh đỏ giùm em. Quá trời đẹp luôn. Cam xanh đỏ. Beo nâu nha. Có 140 quả beo nâu à. Cam nha các chị, có màu xanh màu đỏ giùm em. 200 một áo. 200 một áo em. Áo em đang mặc 200. Bộ hồng đen 75kg mặc vừa. Bộ hồng 70-75kg. Rồi chị gái này chốt beo, beo nâu với xanh. 140 một áo đẹp. Bộ hồng đó 70-75kg giùm em. Vậy chị đợi nhận đi bên em, mà nếu mà có gọi chốt là chị đợi nhận nha chị gái nha. Các không có gọi rồi là đợi nhận giùm em. Nhiều khi là nói chung là mấy chị cũng thấy đó, đợt này là mùa dịch đó, nó hơi lâu một chút xíu nha. Đã có gọi là có đi đơn nha mấy chị gái nha. Đã có gọi là có đi đơn rồi đó chị. Áo màu cam em đang mặc là 200 ngàn một áo nha, hàng xịn nha, đẹp lắm. Bao dễ thương nha các chị. Bên em rồi gọi rồi là lên đơn rồi đó. Chị gái nào có 40-50kg mặc mấy cái mẫu này đẹp xem. 40-50kg nha, đẹp xuất sắc luôn. Màu đỏ giùm em nha. Số 1 em sale 150. Màu đỏ 150 em một bộ ha. Bao dễ thương mấy chị. 150 nha, bộ bông này là em có size 70kg đó, có nhiều màu lắm. Có chị nào mình cũng muốn chốt thì mình bình luận giùm em ha. Em thấy là một bên hiện tại bây giờ 80 khách và một bên 25 khách, nhưng mà không hề có một cái bình luận nào để chốt đơn cho chị gái ha. Ví dụ mấy chị có coi thì mấy chị cũng bình luận giùm em cho mấy chị coi. Chứ mấy chị có đứng hình hoài em cũng không biết like gì cho mấy chị coi luôn á. Không biết like gì cho mấy chị coi luôn. Mấy chị chủ yếu lên đây coi thì mấy chị không bình luận em đâu có like được đâu coi mấy chị. Rồi lỗ 4 giùm em nha, 160 ngàn là giá em sale á. Coi thì mình cũng bình luận mới coi được, mấy chị coi mà đứng hình như này em cũng không like được gì cho mấy chị coi luôn. Một áo cam xanh đỏ. Ok chị, áo cam xanh đỏ là ba áo nha chị Bùi Thi. Phát thôi. Là lấy cái áo này chú thôi. Thôi thôi để lấy cho. Em ok chị nha. Một áo là 200 ngàn. Đây chị Bùi Thi, em ok chị nha. Màu xanh nè. Màu đỏ nè. 200 một áo. Màu cam ok chị ba cái. Đây chị gái rất là đẹp ha. Đẹp lắm luôn. Dạ bộ 75kg hả?
75 kg là chị phải cao trên 1m6 là bên em có hàng, còn 1m4 là bên em không có nha. 1m4 là em không có hàng. 75 kg. Ok chị Bùi Thi, 3 áo nha chị, 1 áo là 200 nha. Bộ màu đỏ em đang mặc là 230, 70 kg nha, em đang xem 160. Bữa giờ rồi. Em đang sale là 160.000 màu đỏ. Ba áo nha. Chị Bùi Thi ơi, em ok ba cái nha chị. Nha. Đây nè, chị Ngôn ok.
Vậy cái nào xả mày để cho nó lưu ý, đừng có xả ra liền. Cứ để lưu ý đi, để mai mốt mày nhìn thấy mặt là còn biết. Ok chị Ngô nha. Vô dành dục xong rồi bắt đầu sáng gọi điện là xả dùm, xả dùm, xả dùm. Cảm thấy mình mà có ngứa quá mấy chị, leo trên đọt cây á, mà mình tuột xuống cho nó đỡ ngứa một xíu. Đừng có làm vậy ảnh hưởng ta tội nghiệp. Rồi cái này là màu lá giùm em nha, 230 em đang khoảng 160. Đây nha mấy chị, rất là đẹp đúng không? Đây nha, 230 xả 160. Chị Hoa Trần ơi, quần trắng là size 65 đến 75kg nha chị, chứ còn size nhỏ em không có nha. Rồi đây nha, màu xanh giùm em, 60-65kg mặt vừa. Vậy xong đổ, nếu mà chị có thích chốt chị cọc cho em cạc, em chốt hàng cho chị nha. Tại vì thật sự mấy chị em nói nghe nè, thà như là em bán một bộ đồ ví dụ như là 160.000 đi, mấy chị thích 100.000 em vẫn bán cho mấy chị khi em bán đầu lai, hoặc là khi em xả hàng em chấp nhận em bán lỗ. Nhưng mà mấy chị kêu em bớt tiền ship thì cả đời em không bao giờ bớt được, vì là em không phải là em đi ship. Đồ của em bán lỗ được, nhưng mà ship là công ty đi giao, mấy chị thông cảm cho em cái điều đó nha. Chị Kiều Nguyên ơi, màu xanh em đang mặc đúng thì ok, mà em 65kg đổ lại. Em nói cho mấy chị nghe rất là rõ, đồ của em mua về em bán lỗ kệ mẹ em, nhưng mà tiền ship là công ty nó đi giao, là mấy chị bắt buộc phải trả tiền. Và chị Dung Dương em không có 55kg hồng nha. Em nói ví dụ như em bán 160 nè, lát em bán 90.000 hay 50.000 hay 100.000 kệ mẹ em, lỗ kệ mẹ em luôn. Nhưng mà tiền ship là công ty nó lấy, là mấy chị phải trả. Cái đó là chuyện luật đời, mua hàng là phải trả tiền phí mấy chị gái nghe. Còn chị nào mà mua vô mua hỏi là hỏi mua một bộ, hai bộ, ba bộ, mấy bộ miễn ship thì em không bao giờ có chuyện bán đó nha. Em ghét nhất là mua hàng mà cái vụ phí mấy chị càng cưa. Tại vì sao mình mua tiền triệu được mấy chị, ngồi trong mát ăn bát vàng, còn người ta phải đi nắng đi mưa mà người ta giao cho mấy chị, nghĩ sao mà đòi tiền ship hoài vậy. Ok chị Thị Hương nha, em làm đại kỵ mấy chị gái nha. Tự nhiên mà em nghe cái tiền ship tự nhiên em thấy nó sao sao luôn á, thiệt luôn. Rồi đây mấy chị, chị ăn vụ ấy, chị cho em cái màu nha, chứ đang mặc thì em mặc nhiều lắm. Rồi 60-65kg mặc vừa màu đỏ nha, size 3 đỏ, em đang xả là 160.000. Em bán hàng là em tử tế lắm mấy chị, em nói thiệt mấy chị, em tử tế dữ lắm luôn. Em nói một câu là rất là đơn giản cho mấy chị hiểu được lòng em nè. Có một chị khách ngày nào cũng vô coi like của em, ngày nào cũng coi like của em mà không bao giờ mua được cái gì, tối nhắn tin cho em là em ơi, thật sự là chị rất là khó khăn muốn mua được một cái áo mà chị không có tiền. Em vừa nhắn tin mà em vừa rơi nước mắt á mấy chị ạ. Em hỏi bây giờ chị thích cái gì, chị cho em địa chỉ và số điện thoại, em giao tới nhà luôn, không cần lấy 1.000 nào hết, em tặng luôn, không cần là tiền bạc gì hết trơn nha. Nhưng mà mua hàng là mình nhận hàng là phải tử tế, còn không mua là thôi chứ đừng có bơm hàng. Em ok chị ăn vũ, số 3 là 60-65kg nha chị gái đẹp. Cái tính của em rất là rõ ràng mấy chị gái, ngày nào cũng vô chia sẻ, ngày nào cũng coi like, nhưng mà xong rồi đêm nhắn cho em, trời ơi, em thấy đau lòng chưa từng thấy luôn mấy chị. Em cũng nghèo chết mẹ em luôn á, thiệt. Nhưng mà hả, có nhiều khách thật sự mình muốn một cái bộ đồ hay một cái áo là không thể mua được luôn, đau lòng lắm mấy chị. Người ta cũng phụ nữ, cũng đàn bà giống như mình mà. Rồi ok cho em Vũ nha, em đang mặc là màu da 70-70kg nha mấy chị, da số 4 70kg giùm em, sale 160.000, sale 160 nha các chị. À, không chị, 157463 chị điện thoại, 157463 điện thoại là gì chị, chị mới ngon.
là màu da 70kg nha các chị. Màu đỏ, chị Thi Hương ơi, chị bao nhiêu ký vậy chị gái đẹp ơi? Chị Hương, Thi Hương 65kg hay bao nhiêu ký chị, cho em cứ ký nha. Mấy chị mà mua đại, mấy chị mà không có vừa đâu nha. Chị Hương ơi, 65kg màu đỏ nha. Em đang mặc là màu nâu mấy chị gái ơi, màu nâu. Chị, mấy chị nghe để ý giùm em ký nghe, để mặc không vừa hoặc là rộng nó tốn tiền nha các chị. Em đang mặc màu da rất đẹp nè. Chị em mua ba cái áo xong mà kêu là tốn tiền phí là coi như là mua có tốn phí cái tả ra, mấy chị thấy à, mình làm như vậy để được cái gì trời. Trong khi em nói mấy chị nghe nè, nhiều khi em mua một bộ đồ mà người ta đi giao cho em á, xong rồi đến cái chỗ mà giao cho em, đến cái địa điểm em á, mưa tầm tã, người ta phải lấy cái áo mưa, người ta quấn cái áo và che cái áo để đi giao cho em. Cái đầu người ta ướt kệ mẹ, người ta không quan tâm. Mà chỉ có đơn là 30.000 phí thôi. Công ty á, là nó ăn mẹ nó hết rồi, nó trả cho người làm có 4.000 một đơn thôi mấy chị gái ơi. Mà ướt ác như vậy luôn á, về lớn tầm bệnh không có đủ tiền thuốc luôn á. Còn bớt tiếp làm gì? Rồi đây nhóm chị ơi, đẹp quá trời, màu xanh giùm em 70kg nha, sale 160.000. Chị Hoa Trần ơi, chị mua quần trắng bao nhiêu ký hả gái đẹp? Bữa hổm chị chỉ cho em làm xương rồng, hay giờ ngày nào em cũng làm. 53kg chị mặc C2 thôi. Dạ ok chị Hy Hương, vừa nha chị. 53kg chị mặc C2, chị C2 là được rồi. Quần trắng là 170.000 một quần. Mà quần là nói chung là chất vải là rất là đẹp nha các chị ha. Em bán quần trắng hay quần đen thì cũng nhiều, quần đen là em bán trên 8.000, quần trắng là em bán trên 3.000 rồi ha. Em không có lay quần. Mấy chị biết tới là mấy chị chốt thôi, em không có lay ha. Đây, ống bát giùm em nè. Không đẹp là không lấy tiền nha các chị, có 170.000 một quần mà cái chất vải của nó nè. Mấy chị chắp bốn lại mấy chị kéo nó cũng giãn nữa nè. Rất là đẹp nha các chị ha. Chị có giá là 170.000 một quần. Ồ cái này 65kg rộng rồi. Chị Hoa Trầm sao 65kg em hết rồi, 70kg nè. 70kg là mặt đẹp luôn, 65kg là hơi rộng nha. 170.000 một quần, tại em hết quần xe nhỏ em không mặc thử được các chị ha. Em chỉ có 50kg nè. Quần này mặc nó sướng dữ lắm luôn, đẹp, dáng đẹp lắm. Dễ thương cực kỳ. Dạ ok chị Ngôn, nhưng mà quan trọng là chị nghe số ký rõ là vừa là ok nha. Em sợ chị là không nghe rõ số ký chị chốt không vừa ha. Rồi chị gái nào chốt màu xanh giùm em nè, đẹp lắm. Màu xanh, màu nâu 160.000 là giá em sale nha các chị. Đẹp dữ lắm luôn. Màu tím nè. Màu tím 70kg giùm em luôn. Tím 70kg nha. Sale 160.000 màu tím. Xe 160.000 màu tím nha, đẹp quá trời, xinh lung linh luôn. Em đang có bà ba nha mấy chị gái nha, em có đang có bà ba sale có 1.2 một bộ bà ba thôi á. Màu vàng. Em không có shop chị ơi. Rồi màu vàng giùm em nha. Màu vàng giùm em 70kg nè. 160.000 một bộ nha các chị. 160.000 một bộ màu vàng, đỉnh của đỉnh luôn. Màu vàng giùm em 160. Bộ bông này đẹp lắm. Màu tím nha, xe 160. Nhận cái này là 230 một bộ á. Số điện thoại gì, số điện thoại nào trên đây? À em đang xả nè, có 160.000 nè. Màu xanh. Nói chung là em màu xanh là em có 60kg, nhưng mà tùy theo mẫu nha chị Nguyên Ngọc ơi. Tại vì hàng biết sao, hàng sale á, nó rất là lộn xộn luôn mấy chị gái ơi. Hiện tại là em đang hồi tuần trước là em sale hết 1.500 bộ rồi. Tuần này là em sale 1.500 bộ nữa ha. Rồi cái màu vàng là 70kg giùm em nè. Màu vàng là 70kg nha, 160.000. Yeah.
Rồi cái này là size 60kg màu đen nha các chị, 60kg trở lại màu đen em, 230. Quần là 40.000, dạ em không có rồi, không có rồi. Cái đó là một lần đặt may 2.000 cái mới may được có chị Hoa Trần ơi, chứ còn may ít người ta không may. Dạ quần trắng là 75kg đó chị, em có size 75kg. Xong đổi có chốt thì chốt màu đen màu đỏ đi, em chốt cho hai bộ đó 250 nha. Cái này là size 60kg mặc vừa nè, đẹp lắm. 230 giùm em. Quần trắng là em có size 70-75kg nha, em không còn size nhỏ. 60kg trở lại màu đen giùm em, 230 nha. Chốt thì bình luận giùm em. Các chị nha, màu đen giùm em. Quần trắng, quần đen bên em có 75kg luôn nha các chị. Đây 230 màu đen giùm em, 50-60kg nè. Màu đen nha, quá trời đẹp luôn. Chị Hằng luôn để giùm em giá đi chị, tại em bán nhiều giá lắm. Cũng như là cái nào sale thì em sale nha, còn cái nào không sale được là em không sale. Các chị chốt thì cho em cái giá vô mà em chốt nha. Màu vàng 50-60kg giùm em, 230. Chị gái mình chốt thì cho em cái giá đi, tiệm lên nhiều nhiều mã lắm. Nhiều mã, nhiều mẫu, nhiều giá tiền lắm nha. 220-230 em đang sale 1.6 có, nhưng mà cái này là hàng này em chưa có sale được. Đó, 230 màu vàng 50-60kg nha. Em ok chị Hằng Lương màu đen. Kiều Nguyên ơi, 75kg màu xanh, chị cao được mấy sáu không chị? Chị có cao được mấy sáu không? Chị làm rồi, cái này đẹp quá trời mấy chị gái nha. Chị điện cho rồi, màu xanh 230 giùm em nha, size 50-60kg mặc vừa nè. Chị Hằng Lương ơi, ý là chị gọi điện cho bây giờ đó hả chị? Nếu đúng thì ok em gọi cho nha chị Hằng Lương. Rồi cái này là size 60kg nha, màu xanh 230 màu xanh nha, 60kg mặc vừa giùm em. Dạ ok chị Dân nha, 75kg ok chị. Ok chị Dân nha. Gọi điện cho Hằng Lương liền. Ok chị Hằng Lương nha. Em ok chị Dân nha, 170 nha chị. Bộ đen chị Ngọc em hết rồi ha. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn chị Trọng nha. Đồ em đang mặc là size 60kg đổ lại là 50kg đến 60kg, 230. Em đang bận là 230 màu xanh. Và màu vàng em mới mặc là 50-60kg nha. Chị gái nào chốt bình luận em, 230. Chốt về bình luận giùm em nha, màu xanh với màu vàng 230 giùm em ha. Mà chốt hàng là có số điện thoại nha, chứ như là chị Nguyên Ngọc em cũng không có chốt được đơn, không có số điện thoại em đâu có chốt được. Hằng Lương rồi, màu xanh 230, chị gái nào chốt bình luận giùm em ha. Bà ba là em có xả hàng cho quý chị nha. Bà ba em đang xả 120 một bộ.
Size em có size từ 40kg đến 60, hơn 60kg. Có bộ là ống nhỏ như này nha, có bộ là ống suông, ống rộng nha. Số 1 chỉ là 2, 3, em có mấy bộ ít nha, đang tả hàng. Nói chung là 170 nha, tả 120. 170 một bộ, em tả 120 một bộ, size nhỏ nha các chị. Cái này là em đang mặc là size C1 là mấy chị tầm 45-47kg nha. Tại em tới 50-51kg luôn. Mấy chị chốt chừng 45-47kg mấy chị mặc sẽ đẹp C1. Em xả có 120 một bộ nhưng mà nó có bộ là ống rộng, có bộ là ống nhỏ ha. 120 một bộ, chốt từ 2 bộ là sẽ chốt đơn cho chị. Dạ em ok chị Lê Hoài, 60kg màu vàng nha chị Nam Lê Hoài. Cái này là em có ống nhỏ và ống rợt bự nha. Ví dụ như cái bộ nào mà xưởng nó may ống bự là bự, còn ống nhỏ là nhỏ ha. Em ok chị Lê Hoài, 230 màu vàng. Rồi em cảm ơn Lê Hoài. Cái bộ này là em có là màu này là em kêu màu nâu nhớ chị gái nha, 250, nhưng mà em còn có một bộ thôi, xả 200, nó có theo ở sau nha, màu nâu giùm em. 50 đến 55, 57kg mặc sẽ đẹp, còn 60kg mấy chị mặc vẫn được nha mấy chị. Xả 200.000 màu nâu, tại em còn có một bộ thôi. Giá sỉ em lấy cái bộ này là 215 á, mà em xả chỉ có 200 luôn nha. Số 2, chị gái nào chốt bình luận giùm em số 2. Chị mới nhận mấy cái áo đẹp lắm em ơi. Dạ em cảm ơn chị Minh Nguyệt rất là nhiều. Chị đồng hành với em từ mấy năm trước luôn rồi đó. Rồi cái này đẹp quá trời luôn nè. Xả 200 ngàn nha các chị nha. Rất là đỉnh, rất là đẹp luôn á. Bao dễ thương cho các chị. Vì là cái này là nó hiu sâu trước nên là cái giá nó cao. Tới 250 nha. Em đang sale cho các chị có 200 mà. Alo. Dạ nghe. Cái gì? Cứ đọc tên khách tên gì là được rồi. Nguyễn Lịch hả? Rồi sao ạ? Dạ thì cái nào không lấy anh coi cái trên cái mỗi cái bọc màu trắng đó là nó có ghi giá trên đó ha. Rồi thì trừ ra đem về. Dạ. Em đang mặc là bộ bà ba nha chị gái nha. Em đang mặc là size nhỏ nhất. Cái size này là tầm 40 đến 47kg nha. Em có size là 60 hơn 60kg nhưng mà tùy màu em còn ha. Đang sale 120 một bộ. Em đang mặc là áo bà ba size nhỏ nhất nha các chị. Giá nó chốt là 120 một bộ. Mua giùm em 150 chứ lên là em đi đơn. Còn không thì mấy chị mua giùm em 2 bộ cũng được. Còn chị nào chốt một cái quần thì là 100 ngàn nha. Tại vì 170 một bộ nhưng mà em xả 120. Bà ba em đang mặc là size bé nhất nha. Số 1 em có 1, 2, 3. Đang xả 120 một bộ. Bữa trước em may có 3 áo với 2 cái quần là 1.8 á. Tại vì tiền công bà ba nó may tới 400 một bộ. Bây giờ em bán thì có giá có 120 ngàn một bộ. Còn 84 khách bên 20 khách mà không có chốt được hàng mới được. Còn hôm qua là có mấy chục khách mà chốt mà mấy trăm áo mà chốt không có dừng được cái tay luôn. Dạ chị Hà Phạm ơi, nếu mà chị chốt thì em lấy cho chị chứ em không có mặc. Tại vì số 3 nó bự, em có 50kg em mặc có số 1 à, em không có mặc số 3. Nếu mà thật sự chị thích á thì chị mặc nó đẹp, còn không thích thì đừng chốt nha. Ví dụ như giờ em mặc đẹp mà các chị mặc không thích thì cũng không thích thôi ha.
cái size của mấy chị thì mấy chị mặc, mấy chị kêu em mặc thì sao em mặc được. Chị đổi phí hai bộ hai màu nha chị. Mấy chị thật sự mình thích thì mình mặc chứ sao kêu em mặc sao bự được. Mỗi mỗi người nó cái ký khác nhau mà. Em chốt cho chị hai bộ nha chị, đổi phí nha, màu xanh với màu đỏ nha chị. Còn trong đây ống nhỏ hay ống lớn là tùy nha, tại vì em cũng không mở ra nên em cũng không biết trong đó là nhỏ hay lớn như vậy ha. Xanh và đỏ là chị quất luôn bộ màu xám luôn đi, tại vì có bộ màu xám đẹp nè. Bà ba mấy chị phải mặc vừa ký thì đẹp, chứ mấy chị mà mặc ví dụ như là 50 ký 60 ký mà mấy chị mặc đồ quần ấy thì không có mặc được. Nói chung là mặc phải vừa size nó mới đẹp. Em ok chị đổ thí nha, 120 là giá em xả đó. Có khi là nó ống bự, có khi là ống nhỏ nha. Tại vì sữa nó giao sao là em bán vậy. Sao có 120 à? Mà may là may tới mấy trăm ngàn một bộ tiền công á. Đẹp lắm. Chị đổi thấy nó chốt thêm màu đỏ sọc này nữa đẹp nè. Sọc với xám nè chị. Bộ sọc bộ sáng luôn, bộ sọc cưng luôn á. Bộ sọc bộ sáng là chị có chốt liền em nha, đẹp lắm. Tiền công mai nó mất mà cố luôn mua bộ gì mặc nó sướng. Em còn bộ sọc nha, bộ sọc số 1, số 2, số 3. Sale có 120 ngàn một bộ thôi ha. Đây em đang mặc là số 1 nè. Số 1 sọc đỏ nha. Số 1 sọc đỏ giùm em. Em có số 2 và số 3 sọc đỏ luôn ha. Sale có 120 ngàn nè. Dùng đơn cho chị. Ok chị Hồng Thúy nha.
vàng sang 150 giùm em. Áo size to nha các chị. Áo này mặc cưng lắm, có 150 giá sale à. Chị Lâm có chốt 75 kg thì chị thích thì chị chốt nha. Size 4 là bự nhất. Rồi em bán là 70 kg. Rồi cái này đẹp quá trời, 65 kg màu đỏ cho em ha, 230. Bông thì em lên từ đầu đến cuối rồi chị. Chỉ có mình thích thì lấy thôi ha. Bông màu vàng 70 kg nè. Em bán 70 kg ha. Mấy chị thích 75 kg thì mình mặc được thì mình chốt. Màu vàng 70 kg giùm em. Bông thì em có số 4 lớn nhất. Chị nào chốt thì cứ bình luận em lấy cho. Nó cao thì mình mặc vừa 75 kg, còn cao lùng là mình lấy như vậy thôi ha. Lùng mét sâu thì mình cũng lấy. Rồi, màu tím nha. Tím. Màu tím giùm em nha. Cái em bán là 70 kg nha. Nhưng mà nó rất là to. Màu tím giùm em cần 60. Chị Nguyên Ngọc ơi, áo màu xanh đó là từ 70 kg đổ lại á, mặc được á, chị có chốt thì ok mà em ha. 60 kg là mặc thoải mái. Chốt thì bình luận giùm em. Cái mẫu đó là nó còn có số 4 mà. Nếu mà chị lấy màu xanh lá mẫu khác á, thì em lấy được số 3. Đẹp quá trời đẹp luôn. Màu tím này là size số 4 nè. Nó co giãn thì cực kỳ là sướng nha. Màu tím giùm em. Cái này là lấy cái gì? Số 4 hả? Màu tím và màu xanh nha. 160.000 một bộ. Size to. Hai bộ là hai kiểu nha. Mà mấy chị thích là ví dụ như là 65 kg, 70 kg, hơn 70 kg nha. 60 kg mặc hơi thoải mái. Ví dụ chị nào chốt thì bình luận 150 giá sale nha. Màu vàng ok chị Thủy nè. Chị nào mà 60 kg thích mặc thì thoải mái nha. Màu tím. Chị Anh Vũ có chốt không chị? Số 3 chị có chốt không? Nếu chốt thì em tìm cho. Ok chị Lâm nha. Rồi màu xanh giùm em. Số 4 giùm em là 70-75 kg mặc được nha mấy chị gái nha. 160.000 màu xanh. Mấy cái mẫu này là hàng cao cấp, hàng xịn lắm. Chị Vũ có chốt tím 3 thì để bình luận giùm em ha. Tím 3 em ok chị Lâm nha. Rồi, chị gái nào chốt tím 3 thì bình luận em tím 3. Em ok chị Lâm nha.
xanh 4, đỏ xe 3. Em không có đỏ. Em chưa có lên đỏ. Em mới lên tím với xanh thôi à. Chị Lâm em ok nha. Chị nào em lên đỏ rồi chị anh Vũ chút đỏ nha. Ví dụ bộ đỏ thì 230 thì để giùm em đỏ 230. Chứ còn không cho giá không biết đường chốt. Đỏ 230 để giùm em đỏ 230. Rồi vàng nha, 50-60kg 230. Chốt không cho giá không có chốt điện thoại không mấy chị. Chị Lâm em ok nha. Dạ chị Ngọc Đặng, bên em không có hàng 85kg chị. Màu xanh em ok chị nha. Chị Vũ em ok. Chị anh Vũ tím. Chị anh Vũ có chốt đỏ xe 3 thì để giúp em là 260 nha. À quên, xin lỗi, 230 nha. Chốt một lần giá mấy chị, không cho giá đi đường nào chốt. Chị Ngôn em ok màu xanh. Xanh 70kg, ok chị Ngôn em. Chị anh Vũ em ok. Màu vàng em mặc là 60kg đổ lại, 230. Ok nha, màu xanh. Ok chị anh Vũ. Chị Ngôn em ok nha chị. Rồi em đang mặc màu vàng nha, 50-60kg giùm em. Chị gái đâu chốt bình luận 70kg màu trắng 160.000. Chị Sương Thu màu vàng. Màu trắng 70kg giúp em nha, 160. Màu trắng em mặc là đẹp lắm, 160. Còn cách nào mà cao thì 75kg nha.
vàng này là vàng 2. Chị gái nó chốt vàng 2 này đẹp đỉnh luôn nè. Vàng 2 230 60 kg nha. Vàng 2. Công em bận số 2 vậy. Công em bận số 2 vậy khỏi chốt. Chị Xuân Thu em chốt cho chị số 2 mà chị không chốt hả? Không chốt em chốt cho chị kia ha. Em ok chị Nguyên Ngọc nha chị. Chị Xuân Thu em bỏ ra nè. Số 2 em chốt cho chị nha. Chị Ngọc nha chị. Chị Nguyên Ngọc số 2 nha. 60kg giùm em màu vàng. Chị Nguyên Ngọc em ok chị gái nha. Rất đẹp nha chị. Chị Nguyên Ngọc ok 230. Rồi chị gái nào chốt giống em đang mặc là để vàng 2 nha, 60kg đổi lại 230. Vàng 2. Chị Nguyên Ngọc em ok nha chị. Em ok chị đổ hoa. Rồi em đang mặc vàng 2 nha, 60kg đổi lại 230. Vàng 2. Chị ok chị Hoa. Màu xanh nha, 60-65kg mặc vừa xanh giùm em. 160 xanh. 160 xanh nha các chị, rất là đẹp. Màu xanh nha, chị gái nào chốt và lượng em màu xanh. 60-65kg nha, đẹp xinh lắm. 160 ngàn đẹp quá trời đẹp luôn.